Tại đang là 3 giờ chiều ngày mùng 3 tháng 11 năm 2019 nhé. Chào mừng quý vị quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Táng. Trên hình quý vị hiện tại anh tôi vừa hoàn thiện xong một chiếc giường vòm. Đây là mẫu giường hoàng đế. Thì chiếc giường kích thước là 1m8, 2m. Và chúng tôi chuẩn bị đã hoàn thiện xong rồi. Bây giờ chuẩn bị để lắp đặt cho khách hàng ở tại Tân Sơn, Phú Thọ đây. Thì trước khi vận chuyển đến nhà khách hàng thì tôi có quay lại video và giới thiệu đến quý vị và các bạn cái mẫu giường vòm hoàng đế này. Chiếc giường này được sử dụng chất liệu gỗ là gỗ re gừng. Đấy, còn đây là những cái đường nét là đục chạm hoa văn của nó. Hoa văn cổ điển rất là đẹp. Đi kê vào phòng ngủ quý vị thì nó sẽ rất là sang trọng, tôn lên cái vẻ đẹp cho ngôi nhà của mình. Thế đây là phần đuôi của nó, phần đầu giường, phần đầu cao ấy thì là được chạm những cái hoa văn hoa lá tây, hoa văn cổ điển. Đấy, ngoài ra thì chúng tôi phía trong này cũng là một bộ cuốn thư câu đối gỗ mít mẫu rồng hóa, cũng chuẩn bị để vận chuyển đến cho nhà khách hàng ở tại Tân Sơn, Phú Thọ ấy. Đây là mẫu cuốn thư gỗ mít đã được dát vàng Đài Loan và chữ Đức Tiêu Quang. Ok, mọi người có nhu cầu thì có thể liên hệ tới xưởng ở Đồ Gỗ Tùng Táng, số điện thoại là 0957 51086 nhé. Cơ sở địa chỉ tại Văn Phúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip khác.